Đó, Jim sẽ rửa nho bằng muối nhé các bạn, đây là muối. Cần sạch mẹ. À. Ngâm một ít. Đấy. Rồi sao rồi đó. Gray à? Phải không? Không phải gray thì tuyệt vời. Rap. Rồi rap. Rap. Em ăn đi. Dạ, ăn nhau mọi người. À, mời mọi người ăn nhau nha. Mời mọi người ăn nhau. Chắc là ngọt lắm đúng không? Chị thử một quả coi. Dạ dạ, ăn đi chị, cua ăn nho cua. Tính đi mua trái xong cua chê mà thấy trong chợ nghe khó. Ngọt lắm. Dạ, ngọt chị. Chị cắn mới luôn. Dạ. Nói chung em rửa cũng sạch nhưng mà em thích ăn ấy lục vỏ. Ngọt lắm các bạn nha. Ngon, ngon đấy. Cái mì. Do you, what do you think? Bạn nghĩ gì à? Đúng rồi. I think yummy. À. Giỏi. Ngon không? Ngon. Ngon lắm à? Dạ. Ngon lắm nha các bạn nha. Mẹ ăn nho xong rồi các bạn à. Tục tưng ngủ vậy hả? Ở chung chúng học mấy cái mà mẹ tải về đi. Mẹ tải về mấy mẫu câu trong thời gian nằm đó. Baby ba. Ba 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 ba. Ba mâm mâm. Ba đang múc cái gì mặn thế? Ba đang uống chứa. Chung được các bạn, chung hello mọi người đi. Hello everyone. Mình đang trên điện thoại nhé. Rồi, ai là gì? Ai là telephone? Tại sao mình không cho mình cơ hội? Yeah. Đúng không? Yeah. Ai cho mình cơ hội đâu? Đang khuyến khích Jim học tiếng Anh nha các bạn nha. I like English. I like learn English. Tôi thích học tiếng Anh. Nhà. Yeah. Mà cô bò học từ bé đi. Chỉ cần đang tập nói 2 tuổi là bắt đầu tập học tiếng Anh là được rồi đó. Học tiếng Anh. Đúng rồi, cho nó xem hình quả trứng con vịt á. Dạ. Thế nào? Mẹ thông minh là con thông minh mà. Ôi trời ơi, nói chuyện chưa? Cái này cũng ấy. Ôi trời ơi. Hỏi mình hay sao? Nói mấy từ đó chị cứ hỏi mình. Em cũng phải nói chuyện với nó để cho nó biết mẹ.